Em tên là Trịnh Thị Phương, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dược sĩ ạ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Mời bạn trai. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Đức Vũ, là năm nay 26 tuổi, quê ở tỉnh, hiện tại đang làm lái xe cho công ty cổ phần 499 tại Đồng Nai. Làm Đồng Nai là ở em ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Mình lái xe là lái xe trong đó hay là đi đường dài hay là giờ lái... Em chỉ gọi lái xe công ty thôi ạ. Khi nào công ty điều mình đi đâu thì mình sẽ đi đấy. Xe 4 chỗ hả? Dạ không, em lái xe chuyên cung cấp bê tông ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của hai em là gì, bạn gái? Điểm mạnh của em biết quan tâm lo lắng tới mọi người, nói chung là em rất là nhiệt tình với bạn bè. Em cũng kiên trì. Còn điểm yếu của em thì em được nhận xét là một người nói hơi bị nhanh. Cái đó mình tiết chế lại chút xíu là được. Mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em. Thứ nhất là nói về ưu điểm của em là một người nhiệt tình, sống chân thành, có tâm. Một người là luôn tôn trọng lời hứa. Khi đã nói lời hứa ra thì bắt buộc mình phải làm. Thực hiện như vậy. Thế là tốt. Sở thích thì thích nấu ăn, chơi thể thao, tất cả các môn thể thao em đều chơi được. Ủa thấy người em chắc rắn, rắn chắc lắm. Em có học thể thao gì không? Em trước đây là tốt nghiệp đại học thể thao. Tốt nghiệp đại học thể thao. Mà giỏi nhất là môn gì em? Dạ em giỏi nhất thì môn điền kinh ạ. Thật ra mình không có làm gì liên quan đến cái bộ môn mình học hết hai em. Trong thời gian trong gần một năm mình đi cũng đi xin việc các nơi cũng chưa tuyển ấy. Nó mình cảm thấy mình chán nản quá trong thời gian đấy thì mình cũng vào đây mình đi làm. Thứ nhất là để có kinh nghiệm, thứ hai nữa là để cho bản thân nó có sôi động hơn lên chút đấy. Rồi thì tự nhiên em vào đây làm từ đấy đến giờ luôn. Coi như là mình muốn chọn nghề, nghề chọn mình đúng không? Dạ vâng. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì về tính tình, hiền lành, biết quan tâm lo lắng tới gia đình và bạn bè, có chí cầu tiến. Ngoại hình ấy thì cao, to, đen. Nhưng mà đứng hôi là được rồi. Bên kia có hôi, không có cao, to, đen. Bên đây có đen. Có đen. Đen có đen. Cao có cao. To. To, không có to. Hôi. Hôi. Cái đấy chứ thử có hôi luôn. Không biết. Anh Quyền Linh kiểm tra hộ em. Thơm. Có sức dầu thơm. Không có hôi. Rồi, còn cái mẫu người bạn gái em tìm thì như thế nào? Giờ mẫu người bạn gái em tìm thì chỉ đơn giản là người biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình. Em thì không có quan trọng bên ngoài hình cho nhiều. Chỉ có quan trọng là người ta để đối xử với mình, dành tình cảm cho mình thế nào thôi. Đúng rồi. Rồi. Hồi nãy chị vẫn chưa hiểu rõ cụ thể là em cái việc làm của em là em làm như thế nào? Là em bán thuốc tây chị. Em bán cho người ta hay là tiệm của mình? Em bán cho em luôn. Và hiện tại em đang đi học lên đại học nữa. Hay quá, vậy là bên này khỏi lo bệnh hoạn ha, có thuốc uống luôn. Bên đây tập khỏe lắm. Chào chị ạ. Rắn rỏi. Tao ha. Ừ. Đen. Vừa. Thôi vậy cũng được rồi, rắn chắc, đen dữ ta. Ở xi măng không mà. Lát nữa biểu diễn cho bạn gái coi ha. Dạ cái đây cũng được, lát nó sẽ gửi cho bạn gái. Em là sinh năm bao nhiêu? Em 92, người ta bảo em già trước tuổi mà. Chị thấy mặt em cũng già thì. Đúng rồi. Không có già đâu, nhìn nó vui chứ bộ. Em trai này nhìn rất là hài hước nha, có duyên lắm á. Mấy người đen đen là người nào cũng có duyên hết trơn á. Mình định lập nghiệp như thế nào em? Tùy thuộc vào, thứ nhất là với em gia đình là số nhất một. Công việc em có thể kiếm lại được nhưng mà người bạn đời của em thì không bao giờ để kiếm lại được người thứ hai. Thấy chưa? Chắc chắn quá ha. Có chuyện hay ghê chưa? Ở nơi nào kinh tế cảm thấy mà chỗ phù hợp với mình thì mình để mình tiến tới ở đấy thôi. Có cái điều gì em không có thích ở người bạn gái? Em không thích ở người bạn gái, thứ nhất là xăm mình. Có mà? Dạ không. Không. Dạ thì... đấy là được rồi chị. Vậy thôi hả? Dạ vâng. Nói nhiều cũng được, nói ít cũng được. Không sao. Trời ơi. Phải kiểm tra chứ. Được, mặt vui. Đàn ông, men. Em chào anh Quyền Linh. Gái. Dạ. Gương mặt cũng xinh xắn, ấn tượng. Dạ. Chàng trai kia là một người anh cho rằng là rất là chân thành. Dạ. Vì anh nói ra những cái điều đó là biết là chàng trai rất thật thà, không hoa mỹ gì trơn á. Dạ. Chỉ có điều là anh làm nghề lái xe đó. Dạ. Thì anh cũng có hay đi qua đi lại, lái qua chỗ này chỗ kia đó. Dạ. Anh nói tài xế thì cũng có giao lưu nhiều mà. Lái anh nghe cái đâu em không có đâu. Xe lưu, xe hủ gì có giao lưu hết. Em có ngại gì vụ tài xế không? Nói chung em không có ngại. Quan trọng là con người của anh ấy thôi. Xế thì là anh đen còn lùi ai đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Lãng mạn vừa thôi, đừng lãng mạn quá. Ví dụ trong ngày sinh nhật anh chở nguyên xe bê tông tới tặng em đó. Trời, xe bê tông tiền không? Tiền không á. Chạy nguyên xe bê tông tới nhưng mà tặng em một bó hoa hồng chẳng hạn. Lãng mạn vậy đó. Nói chung lãng mạn vừa là được rồi. Thôi được, có ghen không? Cũng hơi một chút. Gái Hải Phòng ghen lắm nha. Không, nhưng mà em dễ thương đó, thấy hiền, hiền lành. Thôi được, cặp này được thấy mà. Đàn trai thấy xem mắt đàn gái thấy là được, tốt. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay em đi với ai?
Dạ hôm nay em đi với cô, hai chị gái, em trai của em với tất cả các bạn của em ở kia. Xin chào gia đình đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình này rất là tuyệt vời cho thanh niên thiếu nữ thời hiện đại bây giờ. Tôi thấy chàng trai này cũng rất là chân thành, cũng dễ thương và cũng rất là men, đúng không? Dạ. Cảm ơn. Hy vọng các cháu tranh thủ được một cơ hội ngọt ngào của chương trình để đến với nhau, để tìm hiểu nhau và đi đến một cái kết quả tốt đẹp nhất. Mình đi với ai em trai? Dạ em đi với ba anh của đồng nghiệp của em ạ. Em là bạn thân của Vũ ạ, là cũng làm chủ công ty luôn. Em thấy Vũ thì con người là rất là chân thành, nhiệt tình, đối xử với bạn bè rất tốt ạ. Còn Vũ thì anh thấy bạn gái bên này là xinh, cũng thấy cái khoản nhiệt tình cũng giống Vũ là anh thấy cũng ok rồi. Thì mong hai em hãy cho nhau cơ hội về có quà sao ha. Về có quà đó hả? Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ mình kéo màn cho đôi trẻ gặp mặt đi. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có cuốn sách tặng anh. Cuốn sách này là bí quyết bảo vệ tăng cường sức khỏe. Rồi. Anh đọc nó rồi anh ứng dụng nó vào trong cuộc sống của anh. Rồi cảm ơn nhé. Anh khỏe lắm rồi, bảo vệ sức khỏe gì nữa. Và cũng là đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em có xin có một bài hát gửi tặng tất cả mọi người, chị Quỳnh Linh và bạn gái. Anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em xin nhận. Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ tôi đổi giới tính hoài. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Còn cái vụ kia kìa, cái đó làm luôn. Để hồi hộp quá nên cho anh xin cười dài ra nhé. Không khí đổi mùi nữa đó. Tại vì cái này không có đâu anh. Là không biết là có được nhiều hay không nhưng mà đây là đam mê. Rồi từ đây rồi, được rồi. Mình bắt đầu đến với chuyện tình yêu. Được. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Cho anh hỏi là em ở đâu nhỉ? Hiện tại em đang ở Dĩ An, Bình Dương. Cũng gần. Anh ở đâu? Anh ở Nhân Trạch, Đồng Nai nhưng mà về... Không, cũng gần mà anh đi đường này thì gần. Nó quá gần luôn. Công việc của anh ổn định rồi chứ? Ờ đúng rồi, công việc ổn định rồi. Anh làm 8 tiếng hay là làm như thế nào? Không, anh không phải làm 8 tiếng. Có nghĩa là anh lúc nào có hàng là mình đi lúc đấy. Nhưng mà chỉ mình có chạy trong công trường thôi, không ít ra ngoài lắm. Nếu mà yêu nhau á, thì anh quan niệm thế nào về tình yêu? Khi mà đã yêu nhau thì hãy tin tưởng lẫn nhau là được. Nói chung chân thành, tin tưởng. Chân thành là được, đúng rồi. Anh có hay về quê không? Rảnh lúc nào mà công ty cho phép là anh về. Trời. Về một năm anh về bao nhiêu lần? Hiện tại năm ngoái thì khoảng 3 lần. Cô gái công việc cũng rất ổn định, có tiệm thuốc tây riêng ở Bình Dương rồi. Dạ vâng. Ví dụ em về Bình Dương anh lập nghiệp được không? Dạ được chị, có thể em về phụ luôn. Bây giờ con cái tính sao nào? Con cái cũng kiểu như mà trời cho thôi. Là mình gái thì mình nuôi gái mà trai nuôi trai. Nhưng mà làm sao để mình phối hợp với nhau để cho nó dạy, nuôi dạy cho con nó lên người là được. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào ở lần gặp mặt đầu tiên? Anh cảm nhận là em một người rất hòa đồng, vui vẻ. Nhìn mặt em rất có duyên. Dạ, cảm ơn. Em thấy anh cũng hiền, nói chung cũng thật thà, cũng giống mẫu em tìm. Nhưng mà có điều là anh hơi lùn ha. Anh 1m69. Hai người đứng lên cho cơ hội, đứng lên. Đó, kiểm tra nhiều thứ luôn á, kiểm tra mùi. Xứng đôi không các bạn? Quá đẹp rồi. Hợp lắm rồi dạ. Hai người duyên dáng đó. Em ơi, em nhìn bạn trai đi, đâu có lùn đâu, thấy chưa? Trời ơi. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ và khi đã quyết định là phải chịu trách nhiệm với cái quyết định, với cái nút bấm của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Tay nhau đi hai em. Hợp lý. Xứng đôi đấy, chiều cao vừa rồi. Đây. Hôn nhau đi nào. Bạn xin phép cô. Cô ơi, cho cháu xin phép là được hẹn hò với cháu của cô ạ. Còn cái vụ kia nữa, thêm vụ nữa.
nguyên tắc chương trình là phải bấm nút phải phải xin cô nào. Ê, chưa xin. Cô ơi, cho cháu xin phép nhé. Phép cái gì? Được hôn cháu của cô. Cô đồng ý rồi đó. Âm nhạc nhẹ nhàng để nguyên. Thấy sao? Không.